Trời ơi, kiểu nó mình con ghiền xì ke, nhà này cũng ghiền nữa. Không phải đâu. Cũng vậy, ghiền xì ke quá thầy ơi. Ghiền gì, kết cục sắp đứt rồi với ghiền gì. Cuối tháng 3 này có kết quả rồi. Bảo biết giờ sao đây. Bây giờ tụi nó là chửi mình quá là nhiều rồi. Mà tụi mình bị chửi thì cũng đáng. Bây giờ con hỏi thầy một cái vấn đề nè. Về cái vấn đề là đơn giản thôi. Thầy lấy tư cách gì mà kêu người ta xóa kênh năm chú tiểu? Rồi thầy cậu vàng lấy tư cách gì mà yêu cầu người ta xóa kênh của Hoàng Nguyên Nhất Nguyên, xóa kênh của Quyền Trân, xóa luôn Facebook người ta, xóa luôn tất cả những view clip có trong chọng. Rồi thầy lấy cái tư cách gì vậy? Đó kêu chơi xóa không xóa là thôi. Cái gì mà kêu chơi? Thầy lớn rồi. Đây nè. Thầy đừng khoan để con nói. Nói Thầy đừng đi. có giống như cái thằng gà công nghiệp ha. Tối ngày nó lên nó nói. Nó nói xong rồi nó nói đòi đi biểu tình. Đòi đi biểu tình nữa. Khát nước hả? Uống đi rồi nghe chửi nè. Thì nghe nói đi, nói tao uống uống à. Cũng chính thầy là cái thằng bài mù. Thầy kêu đi biểu tình này cái nọ ha. Rồi là tụi con làm quá trời làm luôn ha. Rồi bây giờ nghe tụi con tập hợp xong rồi ha. Thầy kêu đừng có la. Bứt dây động rừng đồ này kia cái nọ. Rồi bây giờ á thầy á trở mặt. Thầy nói tôi không có suối à nghe. Tôi khuyên mấy bạn đừng có đi biểu tình à nghe. Đừng có làm lớn chuyện à nghe. Ủa sao thầy với thằng gà công nghiệp mất dạy quá vậy? Gan quá vậy? Ủa giờ mày mới biết hả? Trời ơi, thầy làm vừa vừa phải phải thôi chứ. Con trong nhóm chơi Nè, xong vòng trong nhóm với cực cũng không ưa rồi đó. tao có miệng thì tao nói, mày có quyền không nghe, đúng Tin không? hay không là chuyện của con phải không? Tin hay không là chuyện của người ta, được chưa? Bây giờ không có cần cái tư cách gì Thầy hết. nói nước miếng nhăn mùm lum mà. Cái miệng thầy thối không chết thì thầy còn nói văn nữa. Tao đang Thầy là chủ lay, mưu đó. tao đang lay mượn, Thầy kiềm không chế cần lại cái giùm tư con cách đi. gì hết, mày hiểu không? Mày có quyền mày không nghe, cũng như là người ta chửi nguyên cái băng nhóm bên đây là tại sao cứ nói hoài. Tao giải thích luôn, cái lỗ tai như lỗ tai cây vậy, nói bên đây nè, nó lọt qua bên đây nè, nó bay ra ngoài kia, đâu có giữ lại trong cái đầu mày đâu, đúng không? Mày có cái tiêu đề mày làm hoài, người ta chửi mày hoài thì mày cũng làm hoài làm hoài, tại vì người ta chửi mày đâu có nghe đâu. Mày bên đây mày lọt bên kia rồi, Rồi, bây giờ thầy nhắm rồi thầy bắt mấy thằng trong động bàn tơ ra đó. Bắt mấy con nhện yêu nhện nhện nhỏ nó ra rồi thầy nhắm thầy nuôi được người ta không mà mày đặt thầy nói hết cái này kia cái nọ. tiện đâu mà nuôi. Rồi thầy không có tiền thì thầy làm ơn thầy đừng có kêu giùm con cái. Mày đặt thấy cái số tiền của cái kênh người ta lớn quá rồi thầy âm mưu thầy muốn kiếm mấy đứa nhỏ thầy nuôi để hái ra tiền cho thầy hả? Đúng rồi. Trời ơi, thầy vừa vừa thôi, âm mưu thủ đoạn thầy á, chơi xong vong nó nắm hết rồi. Còn cái thằng gà công nghiệp á, là cái thằng đó là chỉ hùa theo thầy thôi, giống như cái dạng chó hùa thôi. Thầy ỉa nhiêu nó ăn hết bao nhiêu, rồi còn cái thằng thông cống á, của lộn chứ, thằng thông cống nó phải ăn trước chứ phải không? Vừa thôi, nói nhỏ nhỏ thôi, mày nói lớn quá, tao cũng có nghe mày đâu. Tại con tức, thầy không cho con ăn. Mày muốn ăn gì? Ăn miếng ly hả? Ăn miệng ăn gì đó quỷ gì có tiền cho con ăn là được rồi. Giờ mày có nước nha, miếng ly á. Ủa rồi cái thằng thằng Điền Quân có mắc mớ gì đụng chạm gì tới đời thầy không, có mắc mớ gì không, có ăn hết của ông nội thầy để lại không mà thầy làm gì thầy thầy chửi nó dữ vậy. Ê, tao không biết Điền Quân là ai nha, không biết à. Thầy không biết sao thầy làm. Tao tao nói mày rồi, có miệng thì tao nói, nhưng mà nghe hay không là chuyện của người ta. Đó. Rồi bây giờ cái thằng gà công nghiệp rồi cái thằng trời vì xì ke quá thầy ơi hồi thầy cho con xin 50 mua xì ke chích nha Gì? mua xin 50 Đâu mua có, mua liều chích tao đâu có tiền. bà mẹ nó Chỉ không có dạy tiền tiền mua, YouTube thầy lãnh thầy dục ở đâu chỉ có tiền mua xì tiên uống thôi. mà tiền YouTube thầy lãnh hết rồi thầy về thầy đem về bển hết trơn rồi chừng nào phát lương Tao phát rồi mà.
bà mẹ phát có mấy chục ngàn sao đủ xài. Bậy. Bây giờ nó la nó than đói rồi, bởi nó làm quyết liệt rồi để nó lấy tiền kìa. Bậy bậy bậy. Làm bất chấp một ngày nó lay chim hai lần. Bậy 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 bậy. Bậy rồi. Tao đã chuyển thằng trước tiên là thằng già. Biết không, biết gà không? Gà công nghiệp phải không? Đúng. Tại biết sao tao chuyển nó trước không? Tao tạo nguồn kinh tế cho nó để đi mua vật tư máy móc về để làm gì? Là một cái group bên Facebook để mà kêu gọi người khác vào cho nó đông, đặng qua kênh YouTube của mình ủng hộ có dạ. Tiền nhiều. Bà mẹ nó cái group đó mới hoạt động thành công không? Hiểu chứ không vô thấy toàn là dân mất dạy không à. Máy móc đầu tư là 16 tỷ. Hiểu chưa? Thầy nói chuyện gì đâu mà con biết thì con không có tin tưởng thầy nữa đó. Cái group đó toàn là mất dạy không à. Thấy toàn là nó vô nó chửi lộn không? Nó chửi thằng Hai Lúa, rồi nó chửi thằng Thích Lang Thang, rồi nó chửi ông nội Tony gì đó. Rồi chết bà rồi, ăn ở có đứt quá chả máu luôn rồi. Tình chứ. Rồi. Máu luôn rồi. Chửi mấy mày là phải rồi. Ăn ở có đứt có một cái tiêu đề làm hoài đó. Ủa cái tiêu đề đó hái ra tiền mà không làm. Bà mẹ có mình năm thằng nhỏ đó, bây giờ năm nhỏ đó mà ỉa ra cái gì đó là con cũng ăn hết trơn. Ỉa ra nhiêu con ăn hết nhiêu á. Thấy tao không? Thầy còn ăn còn hơn cá tra nữa, cá tra dồ nữa. Bậy rồi. Ở miền Tây có cá tra dồ các bạn. Cái tiêu đề đó là tao nghĩ làm lâu rồi, tao chuyển chỗ ở mày thấy không? Biết, nhìn thầy là biết gian rồi, bởi thầy mới nắm đầu tụi con nè, cầm đầu nè. Phải, mày phải ăn gian nói dối, đúng không? Ghét rồi cái gì mình cũng làm được hết. Đúng. Trời ơi, ghét rồi vô cái group gì đâu mà hả? Toàn là những phần tử giống như là khủng bố vậy. Bà mẹ nó vô thấy toàn là chửi thề không? Ghét rồi vô, ghét rồi cái mỏ cũng chửi giống thịt nó luôn. Nhất là những thằng nào mà đừng có, nhất là cái băng UB tụi nó đó nha. Không vô thì thôi, trời ơi, vô một cái ha. Nó bao dây hả, giống như chó hùa vậy, trời ơi, nó sủa, nó cắn, chạy chết mẹ luôn. Chạy hoài, chạy không khỏi. Bởi vậy thấy không, giờ tao ngồi tao phải nói từ từ, nhỏ nhẹ. Không nên la lớn để người ta chửi mình, mày hiểu không? Đúng anh giả danh trí thức đúng không? Tao đâu có giả danh. Thầy uống mẹ, giờ thầy uống lâu quá vậy. Tao uống trời ơi, có ly nước hai thằng mà thầy uống hoài. Uống gì tiên. Thầy coi thầy dạy lại cái thằng chó đó đi. Chó nào? Để chó. Tao nói tao đầu tư trang vật tư trang thiết bị cho nó tạo group. Nhưng mà thầy dạy lại nó đi. Nó lấy cái nick ảo nó vô nó chửi thằng Hai Lúa mà nó chửi nó giấu đầu lời đuôi kìa, cái thằng con gà mái đó đó. Thằng con công nghiệp đó đó với cái thằng thông cống đó đó. Nó ủa? Vô nó chửi thằng Lúa kìa. Đã hồi bữa tao kêu nó rồi. Là đừng có đưa cái mặt ra, chỉ quay bông qua rồi ghép tiếng vô thôi. Hèn chi lúc đầu những cái clip đầu nó toàn là quay bông quay qua không. Cái mặt nó bà mẹ nó. Cái gì ai nói cái gì nè. Cái gì dơ dơ gì đó. Cái gì cái mỏ dơ gì. Quên mất mẹ rồi. Đầu thỏ mỏ dơi. Đầu thỏ mỏ dơi. Miệng thì ngọng nữa. Miệng ngọng bà mẹ nó. Cái thằng gì đâu mà tối ngày bị chửi đầu mỏ dơi không à. Đầu thỏ mỏ dơi rồi mỏ ngọng. Còn con thì nó đặt con phong cùi. Bà mẹ nó con chơi song vong mà nó đặt con phong cùi chịu nổi không? Còn cái thằng kia thì ôi thằng kia thông cống ăn cứt ăn dữ luôn sao bu quá. Đầu chọc mấy mày ăn với ai đâu ăn. Cái đầu thì bà mẹ nó tối ngày cái đầu trọc lóc con vợ nó quánh nó hoài hàng chi nó cạo cái đầu nó trọc lóc là đúng rồi. Bậy nữa. Mặt thì như đưa đám không vậy đó. Không phải là vợ nó đánh đâu. Chứ ai đánh? Tại vì mày biết sao nè, bỏ nước cái. Bỏ đi, uống hoài. Là người ta chửi nó được chưa? Được. Nó chửi không lại. Thầy mở miệng nhỏ nhỏ coi. Trời ơi, băng mình toàn là miệng thúi không. Thầy mở miệng cho bự cái miệng con thúi. Miệng thầy con thúi con hả? Nó chửi không lại. Rồi xong nó mới tiết phục như là gù quến con vợ nó chửi phụ. Hèn chi bà mẹ nhưng đó. Nhưng mà con vợ nó chưa có đồng ý. Thì nó phải đội con vợ nó lên đầu. Xong rồi con vợ nó mới đồng ý vô đó chửi phụ. Khi mà con vợ nó đội lên đầu rồi thì mày hiểu tại sao tóc của thằng thông cống rụng chưa? Hiểu rồi, hiểu rồi. Ok. Rồi từ từ là tới cái thằng gà công nghiệp bà mẹ cái đầu nó cũng rụng theo cái thằng thông cống luôn. Con thấy lúc này nó cũng hơi bị hơi hói rồi đó. Tại vì cái miệng nó thúi quá tối ngày nó móc chỗ này móc chỗ kia không à. Trời ơi, mày đã kêu kéo biểu tình nữa. Tin theo báo chí nữa.
Ê, các bạn cứ dựa theo báo chí đi, dựa theo tin của người ta đi, để mình trốn tội, rồi khúc cuối mình bác qua cho người khác, rồi xong rồi cái đầu lên làm lên cái clip khác. Các bạn đừng tin tưởng vào báo chí quá, bà mẹ không lẽ nó phun nước miếng ra rồi nó liếm lại. Đúng rồi, cứ ăn được nước miếng làm Trời gì? ơi, cái nào ỉa ra rồi nó ăn lại được không? Cái thằng đó giết rồi Ủa được hả? mà, cứ nó ăn được mà nói chi nước Bởi vậy miếng. con nói cái thằng đó thầy phải coi chừng, Tôi đâu. nó là cái thằng lật lọng nhất trong đám, cái thằng đó nguy hiểm nhất. Bởi vậy tao mới đầu tư trang thiết bị cho nó. Thì Hiểu đó không? thầy đừng có làm ơn, mai mốt thầy ra cái clip vạch mặt nó đi, thầy vạch mặt hết mấy thằng kia, còn nó thầy chưa vạch mặt đó. Từ từ khi nào mà nó mà làm không được việc á, vạch nó Thầy chưa vạch có một cái cho mụn, nó trần truồng luôn cho con, chưa bà có mẹ nó mụn, chưa lặt có lông nó hết mụn, cho con, từ từ. lặt từng cọng hết cho con. Cái thứ gì đâu mà hả, nói chuyện với còn thấy ghét. Bà mẹ nó bên con nói chuyện mỏ mỗi mỗi cái mỏ luôn á, con còn không xin like nữa, mà tối ngày nó lên nó xin một like cho số 1. Số 1 tế ông nội nó hả, làm gì? Số 1 lấy động lực, like lấy động lực. Bà mẹ nó nghe nó like lấy động lực là thấy Vậy ghét rồi, rồi cái số kiếm 1, tiền nó mẹ nó đi. cái số 1 đó không phải là cái động lực đâu. Chứ là cái gì? Cái số 1 đó là một gậy đập vô cái đầu nó cho nó thông minh lên. Thì đập vô cái mỏ nó trước đi cho nó bớt ngọng. Cái mỏ nó không cần đập, chỉ cần lấy cái mỏ lết tán vô cái mỏ nó là được rồi. Ừ, ai có mỏ lết tán mẹ nó vô cái mỏ nó cái ha. Mai mốt ai có mỏ lết làm ơn tán vô cái mỏ nó giùm một Có cái đi. mỏ lết thì lấy cứ tán vô cái mỏ nó, còn xin số 1 thì cứ đập cho nó một gậy để cho nó mở mang cái kiến thức nó thông minh lên được chút xíu, hiểu không? Chứ là tao dạy nó thì có gì nói đó mà nó không chịu, nó cứ dựa theo báo chí rồi đổi thừa báo chí, hiểu không? Nói chứ gọi cho 50 cây kiền chị keo quá, 5.000 5.000 bạn mua 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 cái bọc hả, hả ông cậu vậy vàng mua bột mì tinh. hết cho chết bà tôi luôn hả. Đúng Trời rồi, mua trời bột mì ơi, tinh. ghiền quá rồi đó. Ủa mà sao lúc này ông cậu vàng thu thập được những cái thằng gì thành phần bất hảo, âm binh mất dạy gì đâu không vậy? Nó lên nó làm nó chửi quá trời vậy. Vậy nó mới hợp với băng của mình, Ông băng hiểu mình miệng thối, cái thằng đó miệng còn thối hơn nữa. Băng mình dùng những từ rất là hoa mỹ, gót mực vào tai, chửi khéo này kia kia nọ, bởi vậy người ta mới tin không mua con. Mặt mày có tiền đâu mua? Ủa lộn, mặt của chàng có tiền đâu mua? không có tiền hả? Mày không có tiền Con không có, thì mới sinh tao mà. con xin lỗi, con sai. Bởi vì khi dễ Mà con mà thầy dạy mấy thằng đó lại, bây giờ hả, nó làm clip nó chửi quá thì chửi rồi, con thấy là không có ưa rồi đó. Mấy cái thằng mới mới thầy làm ơn thầy bỏ ra nhóm giùm đi, đâu làm có riết rồi cái nhóm mình nó ô uế quá. kéo vô nhiều nhiều xong chết chùm mày. Thầy kéo cho đông vô đi rồi chạy không có đường chạy đó. Tao thủ chỗ trước rồi, Con thấy mấy thằng đó là con không ưa rồi. không ưa mày đừng chơi với nó. Đâu có chơi đâu, nó là cái kênh rác rưởi, kênh nhỏ xíu sao mà con chơi được. Giống như cái thằng gà công nghiệp nó đã từng nói, thầy nghe nó nói chưa, những cái hạng cái gì về thì vô văn quá, mà công nhận nó chửi nghe không thấy quý, nó chửi người ta vô văn quá. Tại vì nó có văn hóa đâu. Ừ, rồi nó chửi hai thằng khờ gì đó, hai thằng gì cái gì khờ khờ đó, nó chửi người ta vô văn quá, mà bà mẹ nó không biết kiến thức của nó được bao nhiêu mà nó chửi người ta vậy ta. Nó vô văn hóa thẳng rồi, Cái có thằng học đó đâu. là đúng là lưu manh giả danh trí thức luôn á. Cũng như mày thôi. Giả danh thì coi như mày, giờ mày cũng không có tiền, mày gì gì kia đó, mày muốn nó đi theo mày. Đó, thấy tao không? Tao đã chạy trước, giờ có nước đồ uống, mày còn xin tiền tao nữa là mày hiểu rồi đó, thấy không? Nhưng mà con nói thầy nghe, thầy làm ơn thầy dạy cái thằng gà công nghiệp lại giùm con. Con thấy nó càng ngày càng quá đáng rồi, ngọng nghịu phát âm sai rồi, mà tung lên những cái chứng cứ gì đâu mà tào lao mía lao không à. Tối ngày hết dựa vào người này dựa vào người kia. Bà mẹ nó không lẽ con ỉa ra cục cức rồi nó bóc nó ăn, xong rồi nó dựa vào cục cức hả. Thì Cái hai thằng mày đó đó, bé, thì hai mày bé đôi chia nhau đi. khỏi đi, cái thằng đó không có tư cách nói chuyện với con. Thầy có thấy bao giờ mà con ngồi chung bàn với nó không? Chỉ ngồi chung với cậu vàng Đâu thôi. có, hồi Con bữa ngồi là con nói chuyện với nó một hồi nó ngậm ngậm con đâu sáng vô cái ly vô có mỏ nó. hồi bữa là mày chia xe bánh mì, mày giới thiệu nó lại cho tao mà sao không ngồi chung bàn được. Chia thôi, lấy tiền thôi rồi đi. Quên nữa, cái điện thoại nó lấy của con luôn rồi, không mua chị. Cái mặt cậu vàng có tiền nó mua. Bà mẹ đưa cái mặt lại về nè, cậu đưa cái mặt sát sát màn hình coi. Đâu ngu. Trời ơi, giống, tôi nói thiệt với bạn, cậu vàng mà đưa cái mặt sát màn hình giống hệt con heo.
biết là biết sao không? Ăn nhiều mập, bây giờ nó thở nó cũng mập, thấy không? Đợi. Bây giờ uống nước cũng mập, không ăn cũng mập, thở cũng mập, mập biết giống thịt con heo luôn. Kệ, dù ai nói gì nói, mình có tiền mình ăn là được. Rồi thầy nghe thầy nói làm bài thơ tặng gì con Suka Đúng rồi, đâu, đâu có nghe rồi, đọc mày nghe mày phái. thì đọc đi, con đang rình con nhỏ đó đó, con đang chuẩn bị cho nó thổi kèn mà, thầy đọc coi. À, quý vị có thấy con Suka mà vợ của con gà mái không? Thôi sẵn tiện đây đọc coi, về ai phái phái cũng phái thôi nha. Bồ con gà công nghiệp, Tôi thích kêu bằng vợ luôn vậy, con thổi kèn mới vợ nó. nhưng mà tôi kêu kệ táo. Rồi thầy muốn kêu gì thầy kêu đi, nhưng mà con phải xác định lại với thầy là con thổi kèn là vợ nó, còn con Suka là con ghệ nó, con bồ nó. Trời ơi, tụi nó giờ lộn lưng muốn kêu sao không được. Thì tụi nó, ôi tụi nó lộn gì bà mẹ nó, kệ bà đi, nó nói người ta lộn lưng chứ nó không biết bây giờ nó lộn cái gì, nó lộn cái quần đội đầu luôn rồi. Rồi thầy đọc thơ thầy Tụi đặng đó đi. nó Suka nổi tiếng như cồn, cái lưng thước mốt, cái ồn thước hai, được chưa? Su Suka thích ăn củ phai, muốn lái máy bay nhưng chưa có bằng, alo mày hiểu chưa? Suka nổi tiếng như cồn, Ừ, cái lưng thước mốt, cái ồn thì đọc cái gì, đi, cái ồn thứ hai. cái lờ thứ hai. Suka nổi tiếng ăn khoai, Suka nó thích ăn khoai, Suka nó thích ăn khoai, muốn lái máy bay nhưng chưa có bằng. muốn lái máy bay hả? Ủa Ừ, cái gì muốn lái máy bay, máy bay bà già. bậy bạ, nó máy già gì, nó đàn bà rồi thì nó lấy máy bay già gì nữa, Gắn đồ mũ vô chơi. muốn kiếm phi công nhưng chưa có bằng, Mày muốn đặt sao mày đặt thì tao đọc, sao tao đọc kệ tao. muốn kiếm phi công nhưng chưa có bằng, thầy đọc bậy đàn bà, nó đàn bà mà thầy nói muốn lấy máy Nhiều bay khi tao suy tùm nghĩ đó, lâu. nhiều khi tao suy nghĩ cái mặt nó giống BD quá, tao đặt nó thành Bởi đàn vậy thầy ông, toàn hiểu lao không? lao không, cái dân của mình viết thì ha, toàn là âm binh u mê bám chướng. Vậy thôi, giờ mày đặt là mày đọc lại 4 câu đó của mày đi ha. Ừ thì con đọc rồi đó, Suka nổi tiếng như cồn, cái lưng thước mốt, cái ồn thước hai, Suka nổi tiếng ăn khoai, muốn kiếm phi công mà chẳng có ai lái. Phi công muốn Thằng lái công nhưng chứ, không có bằng. phi công muốn lái nhưng chưa có bằng, nhưng mà có một người đã mua lái nó rồi, thông cống, Nó muốn lái người khác mà nó không có bằng, mày thằng hiểu khoái thông không? cống lái nó rồi, thằng khoái thông cống lái nó rồi, thổi 2-3 lần rồi. Ý của tao nói là nó muốn lái người khác nhưng mà nó không có bằng, chứ À tao muốn không có lái người nói khác là hả? À vậy là nó muốn lái ai nữa chứ trời, tao hay là không có lái cậu nói là vàng, thằng thông cống, tưởng đâu chắc lái cậu vàng quá, là bà tao mẹ không nó cậu vàng có lãnh nó qua bên Mỹ Tho 2-3 năm nay rồi, chắc muốn lái cậu vàng quá mà lái hoài lái không được, nó hay là quả tiễn của thầy bị tắt đạn rồi. bển nó lấy tàu, nó lấy tao. Một tấc hai là cũng dữ lắm đó nha thầy, Cũng cỡ chạng đầu lon tin thôi, gì mà nói chuyện với thầy nói tục tiểu á, tao đâu nói, tại giờ tao đâu có mở miệng ra, tao thầy không có nói tục chửi thề tiểu miếng nào luôn. bởi vì cái băng mình hả bị người ta nói hả, toàn là cái thứ gì đâu không, Nãy giờ tối là ngày tao không có môi với chửi móc thề không, luôn á, thì làm sao để là cái giá trị đạo đức trên con người của thầy giùm con, có đâu để. không có miếng giá trị nào hết trơn hả. Đúng rồi, giá giờ có 2,5 là 3.000, 5.000 Ôi kia. chắc sáng là chắc chiều nó héo nó úng rồi phải không, Đúng rồi, hèn chi cái băng của mình vậy không, giá giờ thuốc không. mất mẹ nó cái giá trị con người, mất mẹ nó cái lòng tự trọng, tối ngày môi móc không. Mở cấp cho thằng cái cụm ốc của mình. Thôi, nghiền quá rồi, Coi đi thầy ơi, con bay nha. đi. Nghiền quá rồi, đi Thôi đi. bay với bạn luôn nha, cho xin hồi cho xin 50 đi Lát mua. cho Thôi 5.000 mua bột mì tinh. Đi đi. bay với bạn nha. Tới giờ chết rồi.